Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính trong ngày hôm nay của kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đập 55 tuổi ở Trung Quốc bị vỡ vì mưa liên tiếp. Bão số 6 đổ bộ, gió giật cấp 17 vùng đất Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, theo tòa báo Internet Việt Nam, số ra sáng nay cho biết, con đập CGC ở tuổi đời 55 tuổi nằm ở Quảng Tây, Trung Quốc đã bị vỡ sau khi những trận mưa lớn liên tục đổ xuống trong vài ngày. Sự việc con đập CGC ở hồ chứa nước quy mô nhỏ thuộc khu tự trị dân tộc Choang ở huyện Dương Sóc của tỉnh Quảng Tây bị vỡ vào ngày hôm thứ Hai vừa qua có thể là điềm báo trước cho sự tàn phá của thiên tai ngày càng khắc nghiệt đối với hệ thống cơ sở hạ tầng chống lũ của Trung Quốc. Nhiều công trình có tuổi thọ lớn trong tổng số gần 94.000 con đập ở Trung Quốc đang oằn mình hứng chịu nước lũ đổ về sau những trận mưa lớn kể từ tháng 6. Khu tự trị dân tộc Choang vốn là một địa điểm thu hút khách du lịch tới tham quan, nhưng nay khu vực này đang bị đe dọa từ trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập niên qua. Ông Lu Wiyuan, 81 tuổi, cư dân làng CGC, từng tham gia xây con đập vào năm 1965 chia sẻ: "Chúng tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì tồi tệ như thế, trận lụt rất nghiêm trọng, dòng nước dâng cao hơn cả con đập và sau đó con đập bị vỡ. Con đập vỡ vì nước dâng quá cao, sau đó nước lại đổ vào làng của chúng tôi. Trung Quốc đã cho xây dựng hàng ngàn con đập và hồ chứa nước trong giai đoạn những năm 1950 đến năm 1960 để khắc phục tình trạng hạn hán. Chúng tôi xây dựng con đập bởi nơi đây từng gặp hạn hán thường xuyên, đó là một thảm họa và chúng tôi đã quyết định xây hồ chứa nước để bảo vệ cuộc sống người dân. Chúng tôi dùng nước từ hồ chứa để tưới tiêu cho các cánh đồng", ông nói. Những con đập xung quanh đây đều có tuổi đời hơn 50 tuổi, ngay cả những tòa nhà dân sinh có tuổi thọ trên 50 năm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không gia cố và bảo vệ con đập, nó sẽ không thể trụ lâu hơn, ông Lee Wan-jun, một dân làng cho hay. Vào năm 2006, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 2005, các con đê tại 3.486 hồ chứa nước đã bị vỡ do chất lượng không đạt chuẩn và quản lý yếu kém. Trung Quốc hiện có gần 94.000 con đập để đối phó với thiên tai khắc nghiệt năm nay. Chính phủ Trung Quốc đã cho tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống lũ trên những con sông lớn. Cụ thể, vào ngày hôm qua, Trung Quốc đã cho nâng mức cảnh báo lũ trên sông Trường Giang và sông Hoài, đồng thời triển khai những nỗ lực ngăn chặn lũ và cứu hộ, cứu nạn đối với các khu vực nằm dọc hai con sông lớn này. Có thể nói, mùa mưa lũ năm nay đang trở thành phép thử đối với hàng ngàn con đập nằm tại những hồ chứa nước quy mô nhỏ có tuổi đời lâu năm ở Trung Quốc. Chính quyền các địa phương đã không chỉ tiến hành gia cố những con đập cổ mà còn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra. Kính thưa quý khán thính giả, cơn lốc xoáy bất ngờ sáng nay tại Trung Quốc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay. Theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua, thì cơn bão số 6 đã gây ra những trận mưa như chút nước và cuồng phong với sức gió lên đến 50 m/s. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện gió mạnh cấp 17 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 6 đã khiến 15 người khác mất tích. Tính từ tối ngày hôm kia, tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, hàng chục ngàn người đã phải sơ tán. Trước tình hình cơn bão số 6 hoành hành, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, Cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước lũ lên cấp 4, tức cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng bão số 6 có thể gây mưa lớn đến 250 mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực ở tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 6 đổ bộ vào Quảng Đông chung với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc, khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 70 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, nơi bão số 6 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc, cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới nhất cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này, vẫn còn 30 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây, vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến rồi đi liên tục, giờ đây thì liên tiếp một tuần nay có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp cứ bất biến không chịu rời đi. Với bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc
từ Vân Nam đến Cam Túc. Những trận vòi rồng đi qua đã gần như nuốt trọn mọi thứ, cảnh tượng tan hoang khiến người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao, không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội, làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều, chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong một tuần đã cướp đi ít nhất 282 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc. Khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết, chúng tôi dường như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập ngay từ đời thật. Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy nhiều vòi rồng như năm nay. Trung bình một ngày có từ 12 đến 20 cơn vòi rồng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, kéo dài từ 20 đến 30 phút với sức gió từ 95 đến 250 km một giờ. Chúng lồng lộn từ cao nguyên Tây Tạng xuống các khu vực dân cư, khiến cho những ngôi nhà và mọi vật đều như bị cơn lốc cuốn bay lên không trung với tốc độ sức gió khủng khiếp ở trung tâm. Chấn động của trận lốc xoáy này được đo là 170 km một giờ. Đó là giới hạn tột cùng trên thang biểu của dụng cụ chuyên dùng để đo gió lốc. Điển hình, nhiều video được người dân ghi lại. Những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy, cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến hàng loạt cây cối bị bật gốc, thậm chí những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những trận thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cửa sổ của các tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung. Thậm chí các mái tôn cũ cũng bị thổi bay, nhiều đồ vật bay lên trời, sau đó rớt xuống. Cũng như những cơn mưa đá rơi trúng nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó, thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ ngổn ngang trên đường tan tành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái nhà của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang, nằm chồng chéo khi một cơn lốc xoáy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài khoảng 25 đến 30 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà nó đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống, trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát, gặp phải các khoảng không khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển, rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy điên cuồng, không thể né tránh hay cản trở, che chắn. Vì thông thường tại Trung Quốc, tỷ lệ xuất hiện lốc xoáy không nhiều và hướng các luồng không khí nóng tiếp tục chuyển dịch lên phía đông bắc của Trung Quốc, di chuyển nhanh chóng, xảy ra trận lốc xoáy với mức gió lên đến 220 km/h. Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ đang được triển khai sau khi các cơ quan khẩn cấp địa phương nhận thông báo vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các nhà máy khu vực xảy ra. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, giới lãnh đạo Trung ương Trung Quốc cũng đã ra cảnh báo sẽ xuất hiện thêm dông, bão và mưa đá. Mưa bão kéo theo mưa đá sẽ kéo dài 60 phút, kèm theo lốc xoáy với lượng mưa đo được là 155mm. Theo một video khác do người dân ghi lại cho thấy, cảnh một người phụ nữ la hét khi lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh cuốn những mảnh vụn bay qua nhà cô, những mảnh thủy tinh, gỗ gạch và cây cuộn xoáy trong không khí, trong khi người dân cuống cuồng tìm nơi trú ẩn. Thành phố Lan Châu, nơi sinh sống của 3,2 triệu người bị mất điện, xe cứu thương, lính cứu hỏa và cảnh sát được điều động đến tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích. Cảnh tượng tang thương bao trùm khu vực. Ban đầu, lốc xoáy chỉ xuất hiện như đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc điên cuồng. Thường từ rất mạnh hay siêu mạnh nên ở đâu có dông dữ dội thì ở đó có thể có lốc xoáy. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố hay là một đường cơn bão có thể cuốn theo rồi ném xuống một khoảng cách sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những tòa nhà xây kiên cố, nên lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đã khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho cả khu vực mất điện và bầu trời trở nên đen kịt. Được biết, lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lớn lốc xoáy được mưa rồng hình thành một dạng, đặc biệt là mây rồng tích điện. Một đám mây có thể kéo dài trong vòng vài giờ, xoáy tròn trong vòng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Nguồn gốc của chúng là vùng khí hậu các luồng khí nóng đi lên và luồng khí lạnh đi xuống. Đầu tiên là quá trình tương tác với cơn dông có chiều lên trên và chiều gió. Sự tương tác sẽ làm cho tầng khí nóng ở dưới di chuyển lên trên và xoay tròn trong không trung. Tiếp đó là sự phát triển của dòng khí lạnh di chuyển theo hướng đi xuống mặt đất. Vận tốc của dòng khí đi xuống có thể lớn hơn 160 km/h
và dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây lại xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.